Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài 172 luyện tập trung, trang 128-129 và bài tập môn toán lớp 5 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nhá. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng rồi, nhớ là chúng ta có giấy nháp, có cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ để chúng ta làm bài nhá. Rồi, bây giờ nếu các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta đây. Bài số 1 này. Câu A, họ yêu cầu mình tính. Đó, có các phép tính ở trong ngoặc. Rồi ở đây là gì? Chia. Vậy thì để làm được cái này thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái nguyên tắc, đó là gì? Chúng ta sẽ thực hiện các cái phép tính theo. Ở đây là chúng ta thấy là chia này, nhân này, trừ này. Đây là chia này. Đấy, và có các cái ngoặc này. Vậy thì để làm được cái này thì chúng ta cứ tiến hành làm tuần tự thôi. Không có gì phải lăn tăn cả, đúng không? Rồi ở đây trước hết thì các em sẽ thực hiện chia trước này. Ta sẽ lấy 1,35 chia cho 0,54 trước, được chưa? Vậy thì các em thấy 1,35 mà chia cho 0,54 đó, thì chúng ta sẽ được kết quả bằng mấy? Bằng 2,5 nhá. Đây, chúng ta sẽ thực hiện phép chia này trước này. Chia đây sẽ được là 2,5 này, được chưa? Rồi đây sẽ tiếp tục vẫn để ngoặc nha. Đây là 2,5 này, đó. Nhân với 4,2 chúng ta vẫn giữ nguyên này. Nhân với 4,2 chúng ta giữ nguyên này, được chưa? Trừ 5,5 chúng ta giữ nguyên này. Trừ đi 5,5 vẫn giữ nguyên, được chưa? Đấy là cái ngoặc bên này nhá. Ngoặc ở đây, phép chia này. Chúng ta thực hiện cái phép chia 7,2. Phép trừ 7,2 trừ đi 4,7 ở đây thì chúng ta sẽ còn mấy? Còn là 2,5 này, được chưa? Đó. Khi trừ ở đây chúng ta sẽ bằng 2,5 này. Vậy thì cái ngoặc này chúng ta phá ra nó chỉ còn là 2,5. Được chưa? Rồi. Giờ tương tự như vậy thì tiếp tục ta lại phải thực hiện phép nhân. 2,5 nhân với 4,2 đã. Được chưa? Vậy thì 2,5 mà nhân 4,2 chúng ta sẽ được kết quả là 10,4. Nên là 52 là 10, 0 với 1, 10,5. Nha, đây sẽ được kết quả 10,5. Chứ mà 11, đây sẽ được là 10,5 nha. 10,5 trừ 5,5 ta vẫn để nguyên này, được chưa? Và cái này vẫn ở trong gì? Trong cái ngoặc này. Đó. Và chia cho này, chia cho 2,5 này. Đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ thực hiện phép trừ. 10,5 mà trừ đi 5,5 thì đến đây chúng ta mới trừ ra thì nó còn mấy? Còn là 5 nhá. Đây sẽ là 5 này. 5 này. Chia cho 2,5 giữ nguyên này. 2,5 này. Vậy thì 5 mà chia cho 2,5 thì sẽ được mấy lần? 2 lần. Đó, vậy thì đây chính là kết quả của câu A. Rồi. Ta đến với câu B này. Câu B ở đây là một phép tính về thời gian. Chúng ta thấy đây là cộng này, đây lại là chia này. Vậy thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện phép toán chia này trước nhé. 2 giờ 55 phút chúng ta giữ nguyên này. 2 giờ 55 phút. Chúng ta vẫn giữ nguyên nó, không có động chạm gì nha. Cộng với này. Bây giờ chúng ta phải thực hiện phép chia này. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta phải thực hiện phép chia 17 giờ 20 phút mà chia cho 8 này. Đó, vậy thì chúng ta chia ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, 17 chia cho 8 thì chỉ được mấy lần? 2 lần, 82 16. Đúng không? Còn dư 1 này. Vậy thì 1 giờ này. 1 giờ ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 60 phút này. Như vậy 60 phút cộng với 80 phút. 60 cộng 20 đây sẽ là 80. 80 phút này. Đó, vậy chúng ta đây sẽ chia là được 2 giờ này là xong nhá. 80 chia cho 8 thì sẽ được 10, 18, 80 hết. Vậy thì sẽ là 2 giờ 10, 10 phút, được chưa? Đó, phép chia này sẽ được là 2 giờ 10
phút. Được chưa? Rồi, bây giờ là chúng ta chỉ việc thực hiện phép cộng thôi. 2 giờ 55 cộng với 2 giờ 10 phút. Được chưa? Vậy thì cộng vào thôi. Vậy thì đây sẽ là 60 65, 4 giờ 65. Được chưa? 4 giờ 65 thì chúng ta có thể đổi, đây sẽ bằng là 4 giờ nè 65 phút nè. Đó, chúng ta thấy 65 phút này nó lớn hơn 60. Do vậy là gì? Chúng ta sẽ đổi 65 phút này ra là giờ này. Thì ở đây nó sẽ là 5 giờ mấy phút? 5 phút, đúng không? Hay là gì? 5 giờ 5 phút. 5 giờ 5 5 phút. Được chưa? Đó, xong nhé. Và tiếp theo chúng ta đến với câu số 2 nè. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có nè, số trung bình cộng của tất cả những cái số này. Bây giờ muốn biết được nó bao nhiêu, chúng ta chỉ cần đếm thôi. Đây có mấy chữ số? 1, 2, 3, 4 chữ số. Vậy thì trung bình cộng của 4 cái chữ số này tức là sẽ bằng gì? Tổng của 28 cộng với 34 cộng với 41 cộng với 40, 45. Và tất cả chia cho gì? Chia cho 4 chữ số. Đó, vậy thì đây sẽ là trung bình cộng. Được chưa? Vậy thì số trung bình cộng sẽ là bao nhiêu? Ta sẽ thực hiện là 28 này cộng với 34 này cộng với 41 này cộng với 40, 45 này. Đó, và tất cả các em chia cho mấy? Chia cho 4. Đó, tất cả chúng ta chia cho 4, được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta cộng vào đây thì chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu? Các em cộng thôi. 28 với 34 này thì sẽ được là 83, 11 với 1 với 1. 235 x 1 là 6, 61 cộng với 41 ở đây sẽ là 2 nè, 64 là 10 nè, 102, 102 cộng với 45 nè, thì đây sẽ là 7 nè, 4 là 1 nè, 147 chia cho 4 nè, thì sẽ được khoảng 3 là 3, 4, 12 còn dư 2, 27, đúng không? 3, 4, 12 còn dư 2, 27 chia cho 4, 27 chia cho 4 thì được mấy? Được 7, 7. Chắc mình cộng nhầm ở chỗ nào rồi. 8412. À đây, 8412 viết 2 nhân 1 phải không? Đấy, vậy thì đây sẽ là 3 này, đây là 5 này, đây là 8 này, 148 chia cho 4 thì sẽ được 38. À 37. Đấy chưa, kết quả chúng ta sẽ là 148 chia cho 4 thì sẽ được 37 nhá. Rồi, vậy thì trung bình cộng ở đây sẽ bằng 148 chia cho 4 và chúng ta có kết quả sẽ là bằng 37, được chưa? Rồi, tiếp theo cũng như vậy thì chúng ta sẽ tính trung bình cộng của các cái số này sẽ là mấy? 3,52 này cộng với này 0,71 này rồi cộng với này 6,04 này cộng với này 5,12 này cộng với này 4,46. Đó, tất cả chúng ta chia cho mấy đây? Giờ chia cho bao nhiêu? Chúng ta đếm với nhiêu chữ số? Chia cho 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chia cho tất cả đây sẽ là 5. Đó, và bây giờ chúng ta chỉ thực hiện cái phép tính cộng ở đây xem được bằng bao nhiêu thôi. Rồi, các bạn có thể dùng máy tính cho nhanh cũng được nhé. Ở đây mình sẽ dùng cái máy tính ở ngoài này. Ta sẽ bấm nhé. 3,52 này, 3,52 cộng với 0,71. Ta cộng này cho nó nhanh thôi nha. Rồi, cộng với 6,04. 6,04 cộng với 5,12. 5,12 cộng với 4,46. 4,46. Rồi, vậy thì đây chúng ta sẽ được kết quả là 19,85. 19,85 nha. 19,85.
mà 9,85 bây giờ chúng ta chia cho 5. Được chưa? Chia cho 5 này. Đó, thì sẽ được kết quả là 3,97. Được chưa? Rồi. Vậy chúng ta sẽ được kết quả ở đây sẽ bằng 3,97 này. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì với câu C. Câu C thì chúng ta cũng sẽ cộng 3 cái phân số này lại và chia cho 3 thôi. Đúng không? Đó. Thì chúng ta cũng sẽ cộng vào sẽ là, rồi đây sẽ là tổng của ba cái này và chúng ta chia cho 3, tức là chúng ta sẽ tính trung bình. Và bây giờ chúng ta phải tiến hành được quy đồng các cái phân số ở trong cái ngoặc này, đúng không? Đó, vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, trong cái ngoặc này thì các cái phân số này không thể chia hết được cho nhau, và để tìm được một cái mẫu số chung thì chúng ta sẽ có mẫu số chung đây là 20, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ quy đồng ở đây. Mẫu số chung đây là 20, đúng không? Vậy thì đây là 4/5 này. 20 chia cho 5 thì đây sẽ, chúng ta sẽ nhân cả tử mẫu của nó với 4 này. Cái này sẽ nhân với 5 và cái này sẽ nhân với mấy? 20 chia cho 2, cái này sẽ nhân với 10. Đúng không? Đó, và chúng ta sẽ biến đổi nó ra nhá. Biến đổi nó ra này. Nó sẽ bằng này. Ở đây ta sẽ nhân này, cả tử và mẫu của 1/2 với 10 ở đây sẽ bằng 10/20 này, cộng với đây sẽ nhân với 5, tức là sẽ là 15/20, cộng với đây sẽ nhân với 4 là sẽ là 16/20, đúng không? Tất cả chúng ta chia cho 3. Và bây giờ thì nó đã chung về mẫu số, chúng ta chỉ việc cộng các cái tử số lại với nhau thôi, đúng không? Thì sẽ bằng này, 10 cộng 10, 15 cộng với 10, 16, tất cả trên 20 và chia cho 3 này. Được chưa? Rồi, vậy thì đây chúng ta sẽ bằng này. 10 cộng 15 thì bằng 25. 25 cộng với 16 là bao nhiêu? 56 11 11 21 là 3 nhân 1 là 4. Như vậy đây chúng ta sẽ được là 41/20. 41/20 chia cho 3. Đó. Chia cho 3 thì tức là đây là chia cho 3/1, đúng không? Và chúng ta tiếp tục quy đồng nó, tức là giờ sẽ bằng 41/20 nhân với đảo ngược lên là nhân với 1/3, được chưa? Đó, vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 41/20 này, 41/20 nhân với 1/3, được không? Rồi, và giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy tử nhân với tử này, là 41 này, trên này, 20 nhân với 3 thì bằng 60. Đấy, như vậy thì trung bình cộng của ba cái phân số này sẽ là 41/60, được chưa? Rồi, ta đến với bài số 3. Một cái trường tiểu học có tỷ số phần trăm số học sinh nữ và nam. Tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và nam là bao nhiêu? 112%. Biết rằng tổng số học sinh của đó, tổng học sinh ở đây là bao nhiêu? 636 học sinh. Và giờ ta hỏi bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Đó. Vậy thì cái này, dạng toán này thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi, đúng không? Thì giờ muốn tính được thì chúng ta biết được tỷ số phần trăm của nữ và nam, tức là gì? Tức là nam với nữ nó chênh lệch nhau là 112%. Vậy có nghĩa là gì? Nam ở đây, nam mà sẽ bao nhiêu? 100%. Thì cái anh nữ này sẽ bao nhiêu? 120%, đúng không? Đó. Vậy thì đây chính là cái tỷ số. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tính gì? Tổng tỷ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ cả trường, đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ tính nhá. Tổng tỷ số phần trăm của học sinh nam. Tỷ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ
là. Đó, chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Học sinh nam đây sẽ là 100%, cộng với nữ là 112%. Và chúng ta sẽ có ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 212%. Rồi, vậy thì có tổng tỷ số là 212%. Giờ chúng ta sẽ tính gì? Tính số học sinh gì? Học sinh nam thôi. Biết được tổng số đây là 636, biết tổng tỷ số là 212. Vậy thì số học sinh nam chúng ta sẽ tính quá đơn giản rồi đúng không? Vậy thì số học sinh nam, họ chỉ hỏi số học sinh nam thôi. Chúng ta chỉ tính số học sinh nam thôi nha. Vậy thì số học sinh nam của trường là, số học sinh nam của trường sẽ là bao nhiêu? Sẽ là tổng số này, tổng số học sinh đây là 636, kem nhân với bao nhiêu? Nhân với 100. Và chúng ta chia cho tổng tỷ số phần trăm, chia cho 212, được không? Đó, chia cho 212. Và khi thực hiện cái này thì chúng ta sẽ có kết quả bằng 300. Vậy thì đây chính là 300 học sinh nào. Và đáp số, đáp số là 300 học sinh. Được chưa? Rồi, xong. Xong cái bài số 3 nhá. Giờ ta đến với bài số 4 nào. Bài số 4 họ cho mình giá một cái áo sơ mi thì 9.000. Một áo thì là 90.000 này. 90.000 đồng. Sau 2 lần giảm giá, mỗi lần giảm, 2 lần giảm thì mỗi lần là giảm 20%. Vậy thì 2 lần giảm ở đây thì chúng ta sẽ có mỗi lần là giảm 10%. 10% cho một lần, đúng không? Đó, vậy thì có 2 cái lần như thế này. 2 lần giảm giá thì 10% giảm một lần. Và họ hỏi cái áo sơ mi đó giá bao nhiêu đồng, thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu. Và cuối cùng sau 2 lần này thì họ hỏi cái giá này là bao nhiêu. Đó, đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ phải đi tìm. Thì để làm được cái này thì cũng có nhiều cách, có thể là cái cách chi tiết ở từng cái lần giảm giá, hoặc là chúng ta có thể làm gộp, được chưa? Thì giờ chúng ta sẽ tính, nhìn vào đây chúng ta sẽ tính đầu tiên là cái số tiền mà giảm giá mỗi một cái áo sơ mi lần đầu thôi, được chưa? Ta sẽ tiến hành tính luôn nhá. Số tiền giảm giá, số tiền giảm giá mỗi một cái áo sơ mi, mỗi áo sơ mi lần đầu sẽ là, đó, chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? chín mươi ngàn là cái áo này, đúng không? Đó, và đây là 10%. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 90.000 này nhân với gì? Nhân với 10%, đúng không? Phải không? Đó, ta xem đúng không nào. Ta sẽ lấy là 90.000 này. 90.000 đồng này, đúng không? Và các em nhân với 10%. Ta nhân với cái số phần trăm mà gì? So với cái giá ban đầu này, nhân với 10%. Đó. Vậy thì 90.000 mà nhân với 10% này thì chúng ta sẽ biết nó bằng bao nhiêu? Nó sẽ còn là bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ là 9.000. Đó, như vậy thì một lần đầu mà giảm giá thì giảm là 9.000 đồng. Đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính nào. 2 lần giảm giá cái chiếc áo sơ mi này, đúng không? Giảm 2 lần mà. 2 lần giảm giá
chiếc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi thì sẽ giảm cái số tiền là. Số tiền là. Đó. Ta sẽ lấy 9 này. 9 ngàn một lần. Nhân với 2 thôi. 9 ngàn nhân với gì? Nhân với 2. 9 x 2 thì sẽ là 10. 18 ngàn. Đó, vậy thì sau 2 lần thì mỗi một lần là 9.000 đồng thì 2 lần sẽ giảm là bao nhiêu? 18.000 đồng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái giá bán của áo sơ mi. Giá bán áo sơ mi sau 2 lần giảm giá là. Này thì ai biết làm rồi đúng không? Sau 2 lần giảm giá là. Đó, vậy thì chiếc áo ban đầu là 90.000. Sau 2 lần giảm là. 2 lần giảm thì hết bao nhiêu? 18.000. Vậy thì 90.000 trừ đi 10, 18.000. Được chưa? Đó, vậy thì đến đây thì ai cũng có thể làm được rồi đúng không? 90.000 này. Các em trừ đi 18.000 này. Không, 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 không này. 10 trừ 8 bằng 2 đúng không? 9 trừ đi 1 thì còn 8, 8 trả 1 còn 7. Như vậy thì sẽ còn là 72.000. Được chưa? Đó, vậy thì cái áo sau 2 lần giảm giá nó sẽ còn là 72.000. 72.000 đồng. Được chưa? Đó, và đây chính là đáp số mà chúng ta đi tìm. Rồi, ta đến với cái bài tiếp theo là cái bài số 5 này. Một cái tàu thủy có vận tốc khi nước lặng. Các em nhớ cái bài toán là hai cái vật mà chuyển động cùng chiều, ngược chiều. Rồi đây là gì? Nước lặng này. Là A km trên giờ. Đó. Khi mà nước lặng là A km trên giờ, tức là V. V nước lặng này là A km trên giờ. A km trên giờ. Và vận tốc, đây là V của tàu thủy này. Chúng ta tạm gọi đến V1. Vận tốc của dòng nước chúng ta gọi là V2 đi. Sẽ là B km trên giờ. Đó. Thì V1 đây chính là tàu thủy và V2 đây chính là gì? Dòng nước. Và họ yêu cầu mình gì? Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng. Vậy thì các em thấy đây là một cái dòng sông đúng không? Đó, dòng sông nó chảy nước như này. Vậy thì nước nó chảy theo chiều này đi. Được chưa? Đó, vậy thì khi xuôi dòng mà cái dòng nước này nó có vận tốc là B. Vậy thì cái tàu thủy này nó chỉ cần đứng im thôi, đứng im tại chỗ thôi thì nó cũng sẽ di chuyển được B km, đúng không? Tức là ví dụ, sợ vận tốc của dòng nước đây là gì? 2 km trên giờ đi chẳng hạn. Thì cái tàu thủy này nó có đứng im đi nữa thì cũng được cái dòng nước này nó đẩy đi là 2 km, đúng không? Vậy thì chúng ta biết được vận tốc mà khi xuôi dòng thì sẽ bằng vận tốc của cái vật ở trên dòng sông đó cộng với vận tốc của gì? Của dòng nước, hiểu chưa? Đó, vậy thì cụ thể ở đây thì vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng thì sẽ bằng vận tốc của tàu thủy cộng với gì? Vận tốc của dòng nước, đúng không? Vậy chúng ta sẽ bằng gì? Ta sẽ bằng A cộng B thôi, đúng không? Vậy thì câu A này. Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng. Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng sẽ là, đó, sẽ bằng gì? A là vận tốc của tàu thủy cộng với B là vận tốc của gì? Của dòng nước. Vậy thì A cộng với B, đó, và được ký hiệu là gì? A cộng B, và đơn vị của nó sẽ là km trên giờ, được chưa? Vậy thì đây chính là vận tốc của dòng của tàu thủy khi mà xuôi dòng. Ngược lại thì chúng ta sẽ câu B này.
vận tốc của tàu khi ngược dòng. Đó. Vậy thì rõ ràng ta thấy này, khi mà ngược dòng tức là cái dòng nước nó chảy như thế này, nhưng mà cái tàu thủy đi ngược lại, thì nếu cái tàu thủy nó đứng im thì cái dòng nước nó chảy như vậy thì nó sẽ đưa cái tàu thủy nó lại lùi lại đúng không? Ví dụ nó vận tốc dòng nước là 2 thì nếu tàu thủy đứng im không di chuyển gì cả, không chạy gì cả, nó chỉ đứng im thôi, thì dòng nước nó cũng sẽ đưa cái tàu thủy này lùi lại là 2 km. Bởi vì sao? Đây là vận tốc của dòng nước. Vậy thì muốn tính được cái tàu thủy khi mà ngược dòng này thì chúng ta phải lấy vận tốc của cái vật đó trừ đi vận tốc của cái dòng chảy, hay gọi là vận tốc dòng nước, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, vận tốc của tàu thủy khi ngược dòng. Cái này trong cái bài sách toán chúng ta đã gặp rồi và cũng đã nói về dạng chuyển động ngược chiều cùng chiều trên dòng nước, đúng không? Tàu thủy khi ngược dòng. Khi ngược dòng sẽ là đó. Đây sẽ là gì? Vận tốc của tàu thủy trừ đi B là vận tốc của dòng nước, và đơn vị đây cũng sẽ là km trên giờ. Đó. Vậy thì đây chính là câu B nhá. Đến câu C này. Câu C người ta yêu cầu mình dùng sơ đồ đoạn thẳng. À, dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị hiệu vận tốc. Ta nhớ từ hiệu vận tốc. Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng. Đó. Vậy thì giờ chúng ta sẽ sử dụng cái biểu đồ sơ đồ để chúng ta thể hiện nhé. Đây, vậy thì thầy sẽ kẻ đầu tiên là vận tốc mà khi xuôi dòng này. Vận tốc khi xuôi dòng này. Đó, khi mà xuôi dòng là tàu thủy khi xuôi dòng nha. Được chưa? Thì chúng ta thấy này, vận tốc tàu thủy xuôi dòng bằng vận tốc của tàu thủy cộng với vận tốc của dòng nước, đúng không? Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ kẻ ở đây là vận tốc của gì? Của cái tàu thủy này. Đó, vận tốc của tàu thủy lên một đoạn gọi là đoạn A đi. Đó, được chưa? Được chưa nào? Vậy thì đây chính là vận tốc xuôi dòng. Đây, đoạn A này nha. Đoạn A này thì bằng với vận tốc của tàu thủy cộng với vận tốc của cái dòng nước. Đó, ví dụ thầy Hương lấy đây là 3 phần này. À, thì cái vận tốc của cái dòng nước này này, này nó sẽ chiếm 2 phần đi. Đó, ví dụ là như thế. Vậy thì đây chính là gì? Vận tốc của tàu thủy khi mà gì? Nó xuôi dòng này. Đó, đây sẽ bằng A. Được chưa? Đó, A. Đây chính là gì? Vận tốc của con tàu. Và một cái phần B này này. Phần B này chính là vận tốc của gì? Của cái dòng nước này. Được chưa? Vậy thì vận tốc tàu thủy đây sẽ bằng A cộng với B. Được chưa? Rồi. Bây giờ đây là khi mà nó xuôi dòng. Rồi vậy thì bây giờ khi mà nó ngược dòng này. Vận tốc khi ngược dòng. Khi ngược dòng nhá. Đó, vậy thì cũng giống như khi xuôi dòng thì chúng ta thấy ở cái phần ngược dòng ấy này. Ngược dòng thì lại bằng A trừ đi B. Đó, có nghĩa là gì? Khi ngược dòng thì nó sẽ bằng với vận tốc của tàu thủy thôi, đúng không? Bằng với vận tốc của chính tàu thủy này và trừ đi cái phần vận tốc mà gì? Nước xuôi dòng này. Đó, trừ đi cái phần vận tốc mà nước chảy, đúng không? Đó, vậy thì đây chính là gì? Chính là A này. Đây chính là cái đoạn A trừ B này. Đó, đây chính là cái đoạn A trừ B này. Được chưa? Đó, khi mà ngược dòng này thì đây chính là A trừ đi B. A trừ đi B. Và cái phần B này. B này chính là gì? Vận tốc của cái dòng nước. Vậy thì hiệu vận tốc. Vậy thì qua cái sơ đồ này chúng ta thấy này. Vậy hiệu vận tốc. Vậy hiệu vận tốc. Hiệu vận tốc này.
của tàu thủy khi xuôi dòng và khi ngược dòng. Của cái tàu thủy khi xuôi dòng và khi ngược dòng. Thì khi xuôi dòng và khi ngược dòng tức là bằng hiệu của xuôi dòng trừ đi gì? Ngược dòng thì sẽ bằng hai lần vận tốc của gì? Của cái dòng nước. Đó, đúng không? Đây cái phần B này thì lại bằng hai lần vận tốc của dòng nước. Hai lần vận tốc dòng nước. Hai lần vận tốc dòng nước tức là gì? Nó sẽ bằng B cộng với B. Đúng không? B cộng với B thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng B nhân với gì? B nhân với 2. Hiểu không? Tức là khi xuôi dòng thì sẽ là A cộng B này trừ đi. Khi mà ngược dòng thì sẽ là A trừ B. Đúng không? Vậy thì khi chúng ta bỏ các cái ngoặc này ra này sẽ là A cộng B trừ A. Đằng trước này dấu trừ thì khi bỏ ngoặc ta sẽ là gì? Dấu cộng. Đúng không? Vậy thì A này với A này nó sẽ là gì? Bỏ. Vậy thì đây sẽ còn là B cộng B. Mà B cộng với B thì sẽ bằng gì? B nhân 2. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong về cái bài 172. Và như thường lệ đến cuối mỗi video, các em nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học lớp 5 nha. Rồi, tạm biệt các em.